Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm lẩu gà nấu nấm ha. Nguyên liệu thì chúng ta có con gà, chúng ta mua về rửa sạch, chặt miếng vừa ăn ha. Một muỗng hành tím băm và một muỗng canh tỏi băm mình ướp vô, rồi mình bỏ vào đây một chút muối, chút bột ngọt với chút đường, mình ướp ba cọng sả đập dập dập. Một muỗng cà phê tiêu và một muỗng canh nước mắm, muỗng ăn canh của mình nha các bạn, cho vào đây một muỗng thôi. Này mình nhắm chừng rồi, sau đó thì chúng ta sẽ trộn đều lên để tầm khoảng 30 phút hoặc là hơn cũng được, rồi mình mới là đi nấu ha, rất là ngon luôn. Ướp vậy cho nó thấm. Rồi nấm ăn kèm thì có nấm gơm, nấm kim chi, nấm linh chăm, nấm tiết và cải thảo, củ cải trắng, củ cải đỏ và củ hành tây. Tất cả thì mình rửa sạch ha. Rồi cái này bắt chảo lên mình xào cho hành với tỏi nó vàng, chúng ta đổ gà ướp lúc nãy vô, chúng ta xào cho thịt săn lên. Xào lửa mạnh nó các bạn, cho thịt nó rút vô các bạn. Sau khi thịt rút vô thì mình cho một trái dừa tươi vô đây, rồi mình xào cho nó rút vô thêm một lần nữa. Nước dừa rút vô nó ngọt đó các bạn. Sau khi mình xào xong thì mình bắt cái nồi nước lên, rồi mình đổ súc cái thịt gà xào lúc nãy lên á, mình bỏ vô. Rồi mình nấu lửa riu riu ha các bạn. Chờ nước sôi thì chúng ta vớt bọt nè. Sau đó bỏ củ cải đỏ, củ cải trắng vô cho nó ra nước ngọt đó các bạn. Rồi bắt đầu lúc này thì mình dặn lửa riu riu thôi. Sau đó thời thịt gà mình mềm thì mình nêm nếm lại vừa khẩu vị gia đình mình ăn ha. Rồi sau đó bỏ nấm gơm vô. Nấm gơm xong thì chúng ta sẽ bỏ củ hành trắng vô. Củ hành trắng thì chúng ta cũng bỏ vô sắc muối cao ha. Rồi chúng ta tắt lò đi, chừng nào ăn thì chúng ta múc ra cái nồi nhỏ mình chuẩn bị ăn nè. Bây giờ bắt cái nồi lò điện lên, chúng ta nấu cho nó sôi lên thì chúng ta sẽ nhặn cải vô, nhặn nấm vô. Cái cọng đầu cải thảo cứng thì mình nhặn vô trước, còn nấm thì khi nào mình ăn thì mình nhặn vô. Vậy đó các bạn, chờ nước sôi lên là chúng ta ăn được liền rồi đó các bạn. Thấy không? Thấy cái nồi lẩu mình rất hấp dẫn không? Lẩu gà nấu rất đơn giản, không có khó hết các bạn. Rồi chúc các bạn thành công nha. Nếu thấy hay thì hãy bấm like và đăng ký kênh mình, để lần sau mình ra video mới các bạn là người nhìn thấy đầu tiên. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.